vắt cam nhanh và dễ dàng. Làm ra những ly nước cam nguyên chất tươi ngon. Máy vắt cam Lock and Lock. Thiết kế gọn nhẹ và dễ sử dụng. Chỉ cần nhấn đè xuống và xoay nhẹ là có ngay những ly đồ uống thơm ngon. Dung tích 700ml, công suất 40W, cho khả năng hoạt động ổn định và không tốn nhiều điện năng. Đầu xoay xoắn hai hướng, tính năng tự động đảo chiều xoay, đảm bảo hiệu suất vắt và giữ tròn vị ngon. Bạn có thể dễ dàng tháo bình chứa để đổ nước vào cốc. Các bộ phận máy vắt cam có thể tháo rời và dễ dàng làm sạch. Giải nhiệt mùa hè, cung cấp vitamin C cho bạn và gia đình mỗi ngày. Máy vắt cam Lock and Lock. Premium Life. Lock and Lock.